Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới 123 qua phần tin chuyện của sao Quý Bình Minh Hằng tình tứ trên thảm đỏ Tối ngày 9 tháng 5 diễn viên điện trai Quý Bình và bé heo Minh Hằng ôm nhau thân thiết trong buổi ra mắt phim Bao Giờ Có Yêu Nhau Minh Hằng xuất hiện lộng lẫy tại buổi họp báo với đầm xòe phong dáng cổ điển Bao Giờ Có Yêu Nhau là bộ phim điện ảnh bé heo rất mong chờ sau 3 năm tạm dừng đóng phim để chuyên tâm vào việc ca hát trong phim, Minh Hằng hóa thân thành hai vai với hai tính cách khác nhau. Không những thế, cô phải đóng phim trong thời tiết khắc nghiệt, Quý Bình chia sẻ, anh bất ngờ vì Minh Hằng mạnh mẽ và chịu cực được nhiều hơn vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ. Quý Bình diện vết bảnh bao đến sự kiện, đây là dự án điện ảnh dồn nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay của nam diễn viên. Lần đầu anh kết hợp với Minh Hằng nhưng cả hai hợp tác ăn ý đến mức nhiều người tưởng họ vướng phim giả tình thật. Minh Hằng còn tặng khán giả ca khúc chủ đề phim do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Nam diễn viên dành nhiều lời có cánh cho bạn diễn, anh khẳng định giữa mình và Minh Hằng có tình yêu, nhưng là tình yêu của những người yêu nghệ thuật. Lương Mạnh Hải mang hoa đến chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng đóng chung nhiều phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng như Ngôi nhà hạnh phúc vừa đi vừa khóc. Nghệ sĩ tú Kim Xuân diện đầm đỏ nổi bật, chỉ từng góp mặt trong phim trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn. Vợ chồng Dustin Nguyễn và BB Phạm tình tứ trong họp báo sau 5 năm chung sống và có hai con gái xinh xắn. Tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng cựu người mẫu đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất phim trần bảo sơn và đức thịnh đến chúc mừng dustin nguyễn phạm quỳnh anh đi dự sự kiện với hứa vĩ văn trương minh cường sánh vai hoài an đi xem phim gần đây nam diễn viên về nước tiếp tục phát triển nghề nghiệp sau thời gian sang mỹ định cư chi bảo ăn mặc chạy trung đến xem phim Lê Phương đến ủng hộ bạn trai của Quý Bình đối với cô Quý Bình là chi kỷ như người thân trong gia đình. Nam Cường đưa vợ mới cưới đi tiệc, bà xã ca sĩ bay giữa ngân hà được khen xinh đẹp như hot girl. Diễn viên Kim Tuyến rạng rỡ trong chiếc đầm van mềm mại kết hợp với ví hình quạt lạ mắt. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh tin mới 123 của chúng tôi. Các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi tin tức và sự kiện mới nhất trong ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.